nước Pháp để tang. Những quốc gia trong Liên minh châu Âu cũng treo cờ rủ để tưởng niệm 12 nạn nhân của vụ thảm sát do quân khủng bố Hồi giáo gây nên tại tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris vào ngày hôm qua, trong lúc lực lượng an ninh quốc gia Pháp tiếp tục truy lùng những kẻ giết người. Hiện giờ nước Pháp vẫn được đặt trong tình trạng báo động khủng bố cao nhất. Bộ Công an đã ra thông cáo chính thức bắt giữ và khởi tố bà Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tổng số tiền được nói lên đến 337 tỷ đồng. Bà Thu Nga là đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất có tên tiếng Anh là Housing Group. Tổn thất tài chính vì thiên tai toàn năm 2014 là khoảng 110 tỷ đô la, thấp hơn năm 2013 theo báo cáo của Munich Re. Tổn thất nhân mạng năm 2014 là 7.700 so với 21.000 vào năm 2013. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nicaragua lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự án của công ty Trung Quốc xây dựng kênh đào xuyên qua xứ này. Dự án kênh đào Nicaragua khởi công cuối năm ngoái và dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2020, sẽ trực tiếp cạnh tranh với kênh đào Panama.